Dạ em Phúc xin gửi lời chúc đến quý vị khán giả thân mến, lời chúc sức khỏe, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Dạ thì sáng hôm nay quý vị khán giả đến với chương trình Kết Nối Yêu Thương chắc là đông luôn nha cô chú anh chị. Thì hiện tại giờ cái vị trí này là vị trí để đậu xe, là cô chú anh chị ngồi rất là đông. Còn phía trong văn phòng, cô chú anh chị đang ngồi phía trong văn phòng khoảng 20 cô chú anh chị, là em mời vào phía bên trong trước. Em sẽ phỏng vấn từng quý vị. Cũng mong là hôm nay quý vị đến đây rất là đông, cái thời gian phỏng vấn hơi lâu, cũng mong quý ông bà cô chú anh chị thông cảm cho em ạ. Dạ con chào cô. Dạ chú chào chú, hai chú. Dạ cô có thể giới thiệu giùm cho con là cô tên gì, là cô từ đâu đến với chương trình Kết Nối Yêu Thương anh em con ạ? Tôi ở bên quận 7 á, Dạ thành phố Hồ Chí Minh hết thành phố cô ha. Hồ Chí Minh. Dạ. Năm nay tôi 60 tuổi. Dạ. Thì tôi buôn bán, tôi buôn bán thơm. Dạ. Rồi tôi muốn kiếm một người nữa lại của tôi thì kiếm một người biết yêu thương vợ con, không được uống rượu, cờ bạc, chửi thề, phải trung thật, phải chung thủy và không được nói bậy nói bạ, phải cho đúng đắn cho một người lớn. Kiếm người đó biết lo làm lo ăn, giàu nghèo thì không quan trọng, quan trọng đó người đó phải biết thương yêu tôi và nửa cuộc đời tôi còn lại để thủ hỷ với người đó. Người đó phải biết thương vợ thương con, thứ nhất là không được uống rượu, hai nữa không được chửi thề, phải nói chuyện với vợ con đàng hoàng tử tế, biết kính trên người dưới, biết phải biết trái, tôi mới đồng ý. Mặc dù người đó có nghèo giàu tôi không quan trọng, người đó phải biết lo làm lo ăn cũng giúp vợ con có một cái công việc cho nó ổn định một chút. Tôi thì có một đứa con gái, lấy chồng xa có đứa con nè. Tôi cũng chả vướng bận gia đình gì hết. À, cô cho hỏi là cái tình trạng hôn nhân gia đình của mình đó, là hiện tại giờ là mình đã ly dị hẳn hòi, có giấy tờ hẳn hòi hết chứ cô? Có giấy độc thân Dạ có giấy độc đầy thân. đủ, như vậy ông nhà tôi này là mười mấy năm rồi, Dạ. À, vậy là cô thì chỉ có một người con thôi. có một đứa con gái 38 tuổi À, chắc đi Mỹ. có. À, hiện nay đang bên Mỹ hả cô? Đúng như vậy, Dạ. có sao tôi nói y như Dạ. vậy. Hiện tại giờ là cô ở bên quận 7, là nhà mình bên đó luôn hả cô? Nhà bề ngang ba dài đến mười mấy thước lận, ở bên trong đền Quan Thánh á, chú Dạ. biết không, ở trong đó đó, tôi ở trong hẻm, Dạ. mua nhà trong đó lâu lắm rồi, mua lúc xưa có bốn mấy triệu, bây giờ bạc tỷ, giờ sao mua nổi đó. Tôi ở trong đó là hai mươi mấy năm rồi. Dạ. À, cô cho hỏi thêm là cô cần tìm một ý trung nhân, một người bạn để đi hết cái quãng đời của mình. À, cái độ tuổi của người bạn của cô là người bạn trai á, là sắp đến đây, là cô chọn là một người bạn của mình là cái độ tuổi khoảng từ bao nhiêu đến bao nhiêu tuổi ạ? Tôi nay nè, năm nay tôi 60 Dạ. thì tôi chọn người đó từ 60 đổ lên, có nghĩa là từ 60 đổ lên là 65 70 đổ lại thôi, Dạ. hơn nữa Dạ. tôi không có chịu. Dạ, có nghĩa là cô cần tìm một chú độ tuổi khoảng chừng 60 60 cho đến đến 7 65 đến 65 tuổi nha đến cô 67 ha. 68 70 đổ lại đi cho là vậy 70 thì đổ lại ha cô đỡ ha. thôi, đỡ đó thôi chứ Dạ. À, còn cái công việc làm thì không. Người đó phải có biết thương vợ thương con nha, dạ. ăn nói đàng hoàng, không được rượu chè, không được cờ bạc, phải chung thật và chung thủy, phải có công việc cho ổn định một chút. Chứ giờ tôi cũng đang buôn bán ở ngoài chợ nè, tôi bán thơm, Dạ. gọt thơm trái ngoài chợ tôi bán đó. Đó về phải phụ giúp tôi, thí dụ còn Dạ. nếu mà người đó có thì người đó có công việc làm ổn định thì thôi, thì Dạ. tôi cũng vẫn đi bán. Ví dụ mà có, nói chung là về thì hai hai hợp nhau rồi thì cái đó mình tính sau đi, nếu mà được đồng ý hợp thì cái vấn đề buôn bán là không quan trọng nữa, Dạ. cái về đó là vợ chồng tính sau, cái đó không quan trọng. Nhưng mà quan trọng nhất là người đó có bản tánh thật là tốt. Dạ, à, cô cho con hỏi gì ha, để con chia sẻ câu chuyện để quý vị khán giả nắm rõ hơn. Hiện nay là cô hiện tại hiện giờ là cô độc thân,
Đúng như À, vậy. cô có một người con hiện nay đang sống bên Mỹ. Đúng như vậy. À, cô đang có nhà bên quận 7, cô sống một mình. Đúng rồi. Dạ, à, cô cho hỏi là sau khi con chia sẻ video, ví dụ là có một chú nào đó tìm hiểu qua video và có thời gian tìm hiểu và hợp với cô và con chú hợp nhau, thì cô có định là về bên một cái người bạn của mình ở hay là vẫn ở bên nhà cô ạ? À? Cô chia sẻ giùm con. Tôi á, ví dụ như hai hai người hợp với nhau thì ở bên nào á cũng là ở cũng cũng được, không sao hết, cảm thấy bên nào hợp là mình ở thôi, chứ không nhất định là ở bên 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 cái người đó hay nhất định bên tôi. Ví dụ mình thích thì ở bên nào cũng được, ví dụ mình đã hợp ý là mình ở đâu cũng được. Dạ. Nhưng mà ăn thua là người đó có bản tính thật là tốt, Dạ. không được chửi thề, ăn nói cho đàng hoàng tử tế. Chứ tôi không có chuyện lu sô bu mà nói trên trời đó là tôi không có thích đâu. Dạ. Nói xạo nó láo là tôi ghét lắm, tôi Biết đại yêu kỵ, quan tâm và yêu thương đi yêu thương con và hay chăm con sóc, ha. đúng như Dạ. vậy. Chứ không có được là nói đường làm ngã là tôi không có đồng ý. Tính tôi rất là thật thà, có sao tôi nói vậy. Dạ. Tôi ghét ai nói dối, tôi một lần nói dối là không bao giờ tôi tin nữa. Dạ. Dạ, cô cho con hỏi thêm là mình tìm một người bạn của mình, ví dụ là chú đó yêu thương vợ con, công việc làm có để đảm bảo được cuộc sống cho cô và chú, nhưng mà chú đó hiện nay là con này, con đặt một câu hỏi thôi nha, Đúng rồi. là chú đó chưa có, trong thời gian này chú có chưa có nhà riêng thì cô có chấp nhận không ạ? Cũng không sao, cũng được thôi, không có gì. Nhưng mà tôi sợ nhất là có bản tính kỳ khô quá, tôi không chịu. Thì mình đã vướng hết một lần rồi, mình rất là sợ. Dạ. Nói chung là với cô là nhà đã có rồi, Đúng cô rồi, quan trọng là cái công việc làm để là đảm bảo đúng nuôi, rồi, đúng rồi. đảm bảo cuộc sống cho cô và chú, và cái điều tiếp theo nữa đó là cái công việc mà mang cho nhau hạnh phúc, đúng không cô ha? Dạ. À, dạ cô ơi, thì trước tiên anh em con làm chương trình kết nối yêu thương, cũng hy vọng là những cái nguyện vọng của ngày hôm nay cô chia sẻ với anh em con, con cũng cầu chúc cho cô tìm được một ý chung nhân để đi hết cái quãng ngày còn lại của cô, để mang cho nhau cái bờ vai hạnh phúc. Đó là những gì con cầu chúc cho cô. Còn cái trong cái thời gian con chia sẻ video thì để mà tìm hiểu với nhau hợp hay không hợp, đó là cô chú tìm hiểu. Chứ tụi con không có dám nói lên là khi chia sẻ video là cô chú sẽ được hạnh phúc, điều đó con không dám nói. Hạnh phúc hay không là từ cô chú hai người tìm hiểu. Đúng Giống rồi. như anh em con đó, là làm cái nhịp cầu thôi, để cho cô chú anh chị có cái thời gian tìm hiểu nhau. Dạ, cô có gì chia sẻ thêm để gửi đến quý vị khán giả và các chú xem qua chương trình để hiểu được cô và liên lạc lại với chương trình, cái số điện thoại trên màn hình để anh em con kết nối đến với cô không ạ? Thì tôi nói vậy, lớn tuổi rồi, cỡ cô độc mình cũng vẻ buồn như vậy nè, cứ mạnh dạn lên đi, không có gì mà phải e ngại mắc cỡ gì hết. Dạ. Mình sống thật thà, ai cũng thương mình hết, có sao nói vậy. Mà nhất là có người tôi đang 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 chấm mà chọn là tôi đại kỵ, không được chửi thề. Dạ. Tôi đại kỵ, tôi nghe tiếng chửi thề cái dù có thương cỡ nào tôi cũng bỏ nữa. Tôi không thích người đàn ông mà vũ phu chửi thề nó bậy là tôi không đồng ý. Phải nói chuyện cho lịch sự đàng hoàng tử tế, không rượu chè, không cờ bạc, biết chăm chỉ làm ăn Dạ. thì tôi mới quả mai tôi suy nghĩ lại coi như thế nào. Chứ bậy bạ thì tôi sợ lắm, tôi rất là sợ, thì tôi vấp ngã là tôi rất là sợ. Dạ. À, dạ chưa cô cho hỏi là giờ là con cô đang ở bên Mỹ, thì ngày hôm nay cô đến với chương trình kết nối yêu thương là cô có chia sẻ với con cô và những người thân gia đình mình biết là cô đến với chương trình không? Là sao? Có nghĩa là ngày hôm nay là cô đến chương trình để cô chia sẻ video tìm một người bạn đời của mình, thì khi cô đi là cô có chia sẻ cái việc mà hôm nay cô đi Chia ghi hình sẻ đó, trai chia sẻ với người thân hay là gia đình của mình đó. thì tôi già đầu rồi, tôi nghĩ sao mà tôi chia sẻ cho gia đình. Thì nhà ví dụ có gia đình chị em, tụi nó có chồng có vợ nào riêng là cần gì. Ví dụ tôi lên mà tụi nó có nói gì đó là quyền của chị Dạ. lớn rồi chị có quyết định được. Dạ. Dù cho em có nói cỡ nào chị đã quyết định rồi, không ai mãi được hết trơn á, Dạ. không ai nói được hết. Dạ. Nên tôi đi vậy cũng nhỏ gái cũng chưa có biết đâu, để đi xong rồi tôi mới nói cho nó biết. Dạ, ông con đăng lên là biết à. Bởi vì nãy tôi ngồi nói chứ chú tới bên chở giùm, chú nói trời ơi gì ngang gái chị biết chưa, kệ nó đi, nào nó biết mà. Tôi cũng nói sơ qua hết mấy lần Dạ. trước nó cũng là chịu rồi, Dạ. không sao đâu, nó ở bên đó mà. Dạ. À, cô có chia sẻ gì thêm để gửi đến quý vị khán giả không ạ? Tôi nói về các bà các cô chú trong nước và ngoài nước,
ở mình thấy như vậy đó, mình thấy mình cô đơn lạnh lẽo mà xế chiều rồi mà thấy không có được vui vẻ gì hết, mình cứ mạnh dạn lên đi, mình tìm một nửa yêu thương của mình để rồi hết cuộc đời của mình còn lại, để cho những ngày cô độc quạnh quẻ vậy đó cho nó đỡ buồn, để chăm sóc lẫn nhau những lúc mà mình bệnh hoạn đau ốm, rồi tối lửa tắt đèn này kia, rồi có bạn hủ hỉ cho nó vui thì thôi, chứ tôi không có nghĩ gì hết. Dạ Xế chiều rồi dạ à, vậy trước tôi khi kết còn thúc video thì con xin phép hỏi cô thêm một câu nữa hai cô ha. À, cô càng tìm một người bạn đi hết quãng đời của mình còn lại đó, là cô nhắc rõ là giùm con lần đấy, là cái tính tình nè, cái tính tình của chú mà để cô tìm hiểu đó, cái tính thứ tình nhất nè. thứ nhất là không rượu chè, không cờ bạc, ăn nói cho đàng hoàng, không được chửi thề, yêu thương vợ con, biết chiều vợ con, ăn nói rất nhỏ nhẹ, đàng hoàng, lịch sự. Rồi hả, người đó phải cao cho đàng hoàng, cao hơn ông xã tôi nha, ông cả tôi xong thứ bảy, cao cao một chút, đừng có lùn quá, tôi không Dạ cô cao mét mấy? có chịu. Mét sáu Dạ cô mét sáu ha, rồi rồi nè. cô mét sáu thì cô chọn một chú là khoảng mét mấy nữa ta? Bảy bảy tám gì đó. Chứ giờ thôi tôi mét sáu lẽ chọn mét rưỡi. Vậy là cô chọn mét bảy mét tám à? Nếu phải đi nói chung chút xíu thì nhưng tôi coi mà tệ, tôi không có nhưng chịu mà đâu. mét tám là cao dữ lắm mà, Sức bảy thì cũng được, vậy đi, cao hơn tôi một chút là được rồi, cao hơn cô là mét 65 62 là là cao vậy đi. hơn rồi hai cô Là ha. quan trọng là cái vấn đề là tánh tình phải cho nó đàng hoàng, dạ chứ không phải tôi nói thiệt đúng thì thôi, tôi đâu có cần đâu, đi dạ đi là đi tìm như vậy, nhưng mà được vừa ý tôi mới chịu, đàng hoàng tử tế đâu ra đó rõ ràng, mà người đó phải biết chăm chỉ làm ăn tôi mới dạ chịu, chứ không có phải mình lơ mơ tôi không chịu đâu. dạ Kiếm một người đàng hoàng chung thủy, không có được bậy bạ gì hết á, rất là dạ thật thà, yêu thương vợ con hết mực, chứ đâu phải mà kiếm bậy bạ thì thôi, tôi không có chịu vậy. dạ Tánh tôi đâu đó rõ ràng, tôi nói thiệt, lấy ai mà lấy được tôi rất là có phước, tôi biết lo gia đình, biết cách chăm sóc gia đình, biết lo đàng hoàng tử tế. Tôi bỏ ông xã tôi hả, ông năn nỉ tôi hết sức luôn, nó không là không, rồi lúc đó anh đừng có hối hận. Tôi nói rồi, tôi nói một là một, hai hai, tôi cho anh bao nhiêu cơ hội rồi, anh không có thay đổi thì vậy đi. dạ à, cô cũng là chọn một người bạn à, ý trung nhân à, đi hết cái quãng ngày còn Tôi lại là của mình. Về cái độ tuổi và cái tính cách là cô cũng có chia sẻ trên video rồi, thì cô cho hỏi thêm đó là cái ngoại hình, cái người bạn trai của cô mà sắp đến đây cô chọn đó, là cái ngoại hình như thế nào, cô có thể chia sẻ giùm con. Ngoại hình như là à, cái người đó là để cái đẹp trung bình hay là như thế nào đó cô? Ê, nhìn vô đó cho nó dễ coi chút xíu, cho đừng có xấu quá, xấu quá nó phải, tôi cần đẹp trai nhưng mà coi được đường chút, ta nói xấu gỗ không bằng cái gì, ta nói câu là xấu gỗ tốt hơn nước sơn, có nghĩa là coi được mắt một chút xíu mà cao cao cũng khoảng là mét sáu mấy 70 gì đó, nặng cũng sáu mấy 70 kg đổ lại thôi, ví dụ là vậy, đừng có mập quá cũng đừng có ốm quá là Cô nói vậy. chung chung gì thì đôi khi là chú xem qua cũng chưa hiểu đi con, câu hỏi gì ha. Cô có xem qua là anh Đại UXD chưa? Đã ông kêu tôi đừng có lên, ông đó ông chấm tôi rồi đó Vậy đó, ông. bây giờ cho con hỏi gì ha. Làm như anh Đại UXD ngồi Tự trước nhiên tôi cô. đang ngồi nhắc ghế lại em nói giờ thôi, thôi thích em Ngày chuyện nào nào. anh cũng tới văn phòng con, mấy ngày nay con không quay hình. Không có quay hình anh Đại, tại vì quay nhiều rồi. À, cô cho hỏi là đẹp trai cỡ anh Đại được không cô? Thôi thôi, nói chung anh Đại là nói nghe anh buồn gì nói vậy cho nó vui thôi, nhưng mà người đàn ông lùn quá tôi không có thích. À, vậy là đẹp trai cỡ anh Đại không được. Không, anh trai Đại Đại gì, tôi nói thẳng là trai vô bị trai. Thôi tôi cần có người á, tôi nhìn cái gương mặt tôi cảm thấy mà nhìn vô một cái là tôi nhìn vô thấy coi được rồi tôi mới nói chuyện, tôi mới có chứ mà ấy, tôi thôi tỏ vậy à, tôi không có chịu đâu, tôi rất Nhưng là khó khăn đó, tôi nói dạ thiệt. dạ nhưng cho cô cho hỏi, tại vì mình phải diễn tả cái nét đẹp của người bạn của mình để các chú xem qua hiểu hơn. À, ví dụ có một chú nào đó đẹp trai cỡ anh Đại được không cô? Thôi tôi biết anh Đại nữa, đừng có khen, đừng có tè tới, tôi thấy tôi quải quá, Dạ đẹp trai hơn Đại được không? không cần đẹp trai, tôi cần có người đó bản tính tốt, dạ xong chút không sao, nhưng mà dạ có lời nói ta thốt ra một cái mình nó muốn nghe hoài à, nói chuyện nghe cái nó muốn nghe hoài luôn. cô cái này cô cháu mình này, cô cho hỏi ha, là cô thấy anh Đại của nay, là cô nhìn anh Đại ở Thấy ngoài trực rồi, tiếp hoài rồi, thấy rồi, thấy rồi, nhưng mà cô thấy anh Đại, cái nét đẹp trai anh Đại như thế nào, cô có thể chia sẻ giùm con mà. nói tôi nói đây giữa cộng đồng mạng đó, đừng có lấy đá đừng có chửi tôi nha, nghĩ sao vậy, hổm dài đi, có biết nhiêu lần nãy tôi có nói anh chọn được chưa vậy, cái ông nói nha, chưa có được người nào mà ấy thôi, em ở đâu lợi, ông là quen ông mà kế bên tôi, ông nói em nhiêu tuổi, tôi nói 60, ông nói hả cái gì 60, tôi nói chưa nhiều nhiều, tôi nói nhiều giọng tình con, tôi lấy chứng minh cho ông coi nè, ông nói
Em mới nhìn khoảng chừng là bốn mấy 50 rồi chứ anh nhìn thấy thôi anh trắng rồi thôi đừng có vô ghi hình à, lát mình này kia cho số điện thoại này cái ông mà chú một cái bên chở mà chở tôi đi tôi nói chờ ở gì kỳ vậy trời cái chú mới đẩy tôi vô nó thầy chị cứ ghi đi tính sao có để bên đi cho tôi mấy cái gì là gì mà nói sao đầu đuôi có một khúc Như cô là không cô tôi nói chú đừng có cười tôi dạ đánh tôi rất là ngay không thẳng à, cô cho hỏi là như cô nhìn thấy anh Đại ở ngoài trực tiếp nãy ngồi gần cô luôn à hả? đúng rồi đúng rồi Tại vì anh Đại mấy ngày nay khi mà con chuyển về văn phòng đây là ngày nào anh biết chỗ anh cũng tới đó, ngày nào anh cũng tới ngồi ấy đó. kén quá ai mà chịu có cô gì bữa hôm mà cô ổng ngộ không biết chút người ta đó cô tôi biết tên ổng ngộ không năn nỉ cô đó giờ ông thấy cô được dễ thương ghê nãy cô hỏi cái ông lấy gì á ai biết đâu nó Dạ nói được ơn mẹ đi ông nội như cô là cô chấm anh Đại UXD được khoảng mấy điểm cơ? Như cô là phụ nữ cô nhìn anh Đại cô chấm khoảng 3 điểm gì thấp vậy? không tôi là bà là nếu mà thầy giáo cô giáo cho 3 điểm 3 điểm à? À cho cô cho hỏi gì ha, ví dụ bây giờ là anh Đại là cô nói là cô chỉ chấm 3 điểm mà cô không hợp với anh Đại hả cô? Cô hợp thì không? mình định nói cho người ta buồn nói đúng ra dạ để gì cô cháu dạ mình biết thôi không, ý là con hỏi gì nè, ví dụ nay mai có một chú nào đó à, cái ngoại hình thì như của chú mạnh đó anh mạnh đó anh Mạnh 62 tuổi là được hả? tướng tá vậy đó ông nói chuyện rất là dễ nghe tôi rất Dạ là thích nhưng mà tôi không biết gọi như thế nào anh ở trước á. nhưng mà tôi nói cho chú nghe mình đàn bà nói đây là giữa cô cháu mình biết mình người đàn bà mình đãi đàn ông nó thích mình đúng chính xác không đừng có đãi mình thích người ta mình rất là đau khổ tôi không bao giờ ý mình nói mình muốn Dạ tìm như vậy đó dạ tôi nói ra những cái lời đó rất là êm tai rất là dễ nghe dạ tôi rất thích như vậy dạ dạ cô có còn chia sẻ gì thêm không để con cho xin tạm dừng lại video ở đây ạ. bây giờ tôi cuối chương trình tôi nói câu cuối là chúc chương trình càng ngày càng phát triển hơn ai có mà nữa nữa mảnh đời mà thiếu thì đến đây để kết nối để tìm một người bạn hữu ý sau này thì cứ mạnh dạn lên vậy đó rồi kiếm một người nào phải một khi đi kiếm rồi phải kiếm cho người đâu ra đó đàng hoàng chứ bậy bạ là thánh thà tôi ở vậy tôi nói thật thánh Dạ. thà ở vậy không sao hết Dạ, thì video đến đây một lần nữa con Phúc và em Nghĩa xin cầu chúc phúc cho cô một ngày sớm nhất tìm được một ý chung nhân về cùng một mái nhà với mình hiểu nhau và cho nhau bờ vai hạnh phúc. Và video đến đây em Phúc và Nghĩa xin gửi lời kính chúc đến quý khán giả xem video trong và ngoài nước lời chúc sức khỏe gặp nhiều may mắn trong cuộc sống và cô chú anh chị kết nối yêu thương từ 18 tuổi cho đến 99 tuổi. Vui lòng liên lạc lại số điện thoại trên màn hình anh em sẽ hỗ trợ hoàn toàn miễn phí. Và văn phòng kết nối yêu thương nằm gần quốc lộ 1A chợ đầu mối Thủ Đức thành phố Hồ Chí Minh. Và trong quá trình chia sẻ video kết nối yêu thương có những gì sơ sức về âm thanh, hình ảnh, lời nói không được lưu loát cũng mong quý vị để lại phần comment hướng dẫn anh em sẽ cố gắng thay đổi cái tư duy ra những cái video chất lượng hơn không phụ lòng quý cô chú anh chị. Trong suốt cái thời gian vừa qua luôn đồng hành và ủng hộ video anh em. Dạ xin chào.